tất cả là 16.192 giáo viên của Hồ Văn Bắc trong phiên ông của cái tên thánh ông này là những gì đó chứ là mình không lên là Libanro và ở dưới này là cái năm ông ấy mất tức là hết mùa tam nhiệt đề liên đấy là năm này là năm trốn ở đâu, trốn ở thì nó có hai cái nhóm, một cái nhóm là nó lên Năng Gù, một cái nhóm là nó xuống Tây Mơn, là ở chỗ Vĩnh Kim, và ở đây là nó cùng với nhau, cho nên cái đấy là cái lịch sử vấn đề. Còn cái bia rất quý tôi là tôi đọc rồi, cái chữ, này hôm trước là cái gì, cái đó đâu rồi, cái con Lan, Lan đâu rồi, Lan, hôm trước là ông ấy, là cái chữ là tên thánh thôi, Vĩnh Tu, Vĩnh Tu này, Lê Bông Đô, và tiếng ông chị Hải. Đây là tên thánh của ông này. Cái đặc biệt nhất là bây giờ mình nhìn thấy nó là quan mưu. Đây là cái nơi này, cái năm là đang mất năm Ất Mùi là năm Tam Nguyệt. Là 800 chín mấy đấy. Năm 1875 năm cho Ất Mùi Tam Nguyệt.